mệt chưa? Tội nghiệp nhỏ đi theo. Mình xin chào cả nhà luôn nha. Hôm nay chung mùng 2 Tết rồi thì cũng có cái đoàn lăng nè để múa đó. Lấy lộc đầu năm đó cả nhà. Hôm nay lên nhà của mình nè, thì có chú Út đậu trển nữa, với có người anh người chị cũng từ thành phố về chơi nữa. Mình đi với anh Trung. Chào các bạn nha, chúc các bạn năm mới an khang phát tài nha. Năm mới thành công mới và thành đạt mới nha các bạn. Dạ cũng tới nhà mình nha cả nhà. Loại bộ nãy giờ 200-300 mét. Đó, thấy chú uống không cả nhà? Không. Chào luôn chú Út ơi. Chào cả nhà. Đánh nhất quá vui cả nhà ơi. Không ngờ chú Út không có biết thêm cái tài đánh trống nữa. Chiên bông mà. Vô đi. Vô dạ. Vô đi anh ơi. Chào thượng nha. Em thằng tài của năm nha cả nhà. Cho xin cục vàng nữa không thằng tài ơi. Cái gì đó. Đó muốn thừa đồ muốn làm á. Hả? Ê ông hủ địa hả? Hủ địa sao cái bụng không bự vậy trơn, nhớ trong phim bụng bự lắm. Đâu có, ông phải uống bia nhiều vô một chút nữa. Nếu bia rồi. Tết nha cả nhà, vui. Đây mình á, Tết nhất thì thường thường hay có lăng á, để mình lại mình xin lộc đầu năm đó nha. Cục vàng bự quá. Nó nặng không? Anh Tài cục vàng nặng không? Ôi trời ơi nặng quá. Thank you.
Ai à, chị ơi chị đó. Con đẹp không, nhảy ra đẹp thấy ghê không? Vui Tết cả nhà ơi, có mấy ngày xuân đâu, một năm mình làm nói chung là rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống á, lúc khó khăn rồi lúc vui lúc buồn. Tết thì mấy ngày làm cho nó có cái gì đó, nó không khí nó vui. Rồi xong cả nhà ơi. Mạnh không anh? Rồi cảm ơn nhiều anh. Mạnh không em? Em coi không, em có gì đâu mệt. Anh cảm ơn nhiều nha. Giờ phải lội xuống dưới kia xa, rất là xa. Nói chung là cũng anh em cũng có quen biết nhau á, rồi lên chơi xa lắm.
đây. Ba khán giả, đây, gia đình của mình á, bốn người á. Chào ở nhà đấy con. Đây. Hay là mấy anh em trong dòng họ gia đình của mình á. Nên hôm nay mình là tuổi tiên không à. Có biết em này không? Chắc chắn không biết rồi. Ai cũng biết thầy đâu, có nói trước rồi. Dạ đó, đúng rồi. Ai làm vậy em không làm đây. Nè lấy mấy này. Lấy nhiều nhiều đi cho mấy em kia ăn. Trời ơi, múa về mùa hôi gì đâu mà chảy. Ướt nhẹp hết rồi. Hướng dương, hướng dương ăn hộp hả? Quá trời mệt rồi các bạn ơi. Quá trời mệt các bạn ơi. Các bạn nói channel của mình là Long Sư Hùng Dũng. Đi. Đi. Ủa sao không đội đội cái đó vô ăn? Đội vô ăn ơi. Không được. Em ăn. Ăn được. À, này ông Hữu Địa, ông Địa ông ăn bắp. Bắt hai chú Út về cả nhà ơi, chờ lâu quá lâu rồi, hai ông xỉn rồi, về chú Út mới về luôn. Còn có Khang ở lại rồi. Sao nha, bye bye. Chưa có bay được đâu. Hẹn năm sau gặp lại nha. Tôi cũng mới bay luôn. Gì mấy ba anh chung ở đây chơi với em của em kìa. Dạ còn tiếp mấy bạn ở nhà nữa. À vậy hả? Nay mùng 2 Tết vui quá anh Chung ơi. Lội rất xa cả nhà ơi. Lội từ dưới cầu kia lên đây là hết đâu 300 mét rồi, xuống qua sông lội xuống nữa. Rất là nhiều. Rồi giờ thì mình cũng xin khép video lại đây luôn. Thì mình quay cái clip này như là chia sẻ những cái gì mà gọi là cái phong tục, cái tập quán về cái mùa xuân ở miền Tây mình như thế nào vậy đó cả nhà. Dạ thiệt hả anh Trung? Chào các bạn luôn ăn. Ở chơi chứ nãy giờ chưa làm cái nào, làm vài cái này về. Ê gấp gì? Rồi mình chào cả nhà luôn nha. Rồi đại gia đình mình chào cả nhà nghe coi. Chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha.